Chào tất cả các bác. Đây là cái đỗ bưởi ông của em. Đấy, em thấy nó bay về xoài rất là nhiều, rất là đông. Bây giờ nó rút bớt rồi. Bây giờ là 2 giờ 14 giờ. Nếu không có gì thay đổi, nếu mà nó chọn cái đỗ này thì khoảng độ 20 phút, 30 phút nữa ông sẽ bay về đây. Ông sẽ rút hết về gọi đàn. Một lúc nữa nếu mà ông về sẽ quay cho mọi người xem. Mình đã thấy ông bay ở ngoài này rất nhiều, đang bay ù ù ra đây. Nếu mà không nhầm thì nó sẽ về cái đó của mình. Đây, nó đang bay ù ù ra đây. Đó, mồi của mình ngay đây. Đây, nó đang ù ù đây. Bạn nghe tiếng không? Ngoài này. Đây, đến đây rồi. Sẽ vào cái đó này. Đây, ngoài ngoài này bay rất nhiều luôn. Đang bay đến rồi. Bắt đầu về rồi. Bắt đầu lên đây. 1 phút nữa nó sẽ chui vào cái đó này. Vào rồi. Đây, quay gần. Ngược sáng. Ra bay về. Đây, ông bắt đầu bay về tới tấp rồi. Rất là đông. Bắt đầu vào. Đúng như mình dự đoán, 15 phút là nó bay về. Bây giờ là vừa nãy là 14 rồi, qua 5 thì bây giờ qua 15 là nó đã bay về rồi. Đây, rất đông các bạn. Đang bắt đầu vào. Mình bắt con chúa luôn. Cái đó này mình mới đạt được mấy ngày thôi các bạn. Đó, ông tách đàn. Rất nhiều ông đực đi. Đây xì đi. Đúng như mình dự đoán, ông vừa lấy bay về đây thị sát rất là đông. Và sau khoảng 10 phút, 15 phút rồi là ông rút hết về dẫn đàn đến. Đây, ông đực đây. Nay thì mình đi làm nhựa thì mình cũng bắt được một đàn. Nó cũng vào vào đó, ở tận dưới bò tấu cơ. Điểm trời ong luôn. Dình bắt con chúa luôn, đỡ phải tìm. Cảm giác bẫy được đàn ong cũng thích ra phết. Ở đấy thì mình cũng thấy là ong nó đến cắn nhau, ong soi nó đến cắn nhau. Mình gần nhà nên mình sẽ bê cả cái hòm này về và mình cho sang thùng ong nuôi. Chưa thấy con chúa đâu cả, hay là chúa đây. Mình đã bắt được con chúa. Nhưng mình vừa tóm một con ong chúa thì có cuộc gọi điện thoại đến. Chút nữa mình sẽ cất cánh cho con chúa vào trong này đi. Ong nó bò nó thơm, nó nhẵn đường.